Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của bọn mình, và hôm nay mình xin review tiếp về cái dự án Hack Network. Thì hôm nay mình xin review về cái nhóm quản lý đội ngũ cố vấn viên của họ, hay là cái lộ trình roadmap của họ. Thì về nhóm quản lý cố vấn viên của họ thì gồm có Derek Fu là CEO của họ, Gary Seong là CTO của họ, hay là Louis Liu CSO của họ, Mariko Wu là CMO của họ, hay là Kermus Massot là giám đốc vận hành. Thì các bạn có thể vào đây, vào list để các bạn có thể biết thêm cái thông tin chi tiết về những người này, biết họ hoạt động ở trong cái lĩnh vực nào và có cái mối quan hệ như thế nào đối với cái các cái công nghệ của họ đang phát triển. Thì về lộ trình của Hack thì vào tháng 10 2018 thì là nghiên cứu dự án, và dự án bắt đầu vào cái tháng 10 năm 2018. Vào tháng 12 2018 là Hack và hoàn thành lập kế hoạch dự án và thiết kế tổng thể, hoàn thành cái lựa chọn công nghệ cơ bản có liên quan, nghiên cứu và lắp ghép cái giao dịch phần cứng thông minh. Vào tháng 2 2019 đó là thiết kế mô hình kinh tế hoàn chỉnh, phiên bản đầu tiên của sách trắng đã được soạn thảo, ứng dụng đáp được đầu tiên bán trực tuyến chính thức trên BHK. Thì vào tháng 4 năm 2019 là hoàn thành trình diễn công nghệ tính toán cạnh, hoàn thành thỏa thuận cổng thông minh IoT, Internet of Things, hoàn chỉnh kiến trúc kỹ thuật. Về tháng 6 năm 2019 là Hack Network bắt đầu mã hóa cơ bản, bắt đầu gây quỹ tư nhân và bắt đầu quảng cáo kênh trên toàn cầu, đối tác cộng đồng, tuyển dụng đối tác thành phố. Vào tháng 10 năm 2019 thì bắt đầu cuộc họp toàn cầu IoDAP đầu tiên đang trực tuyến, thiết bị đầu tiên bắt đầu khai thác và trao đổi hàng, bắt đầu giao dịch trên HAW. Thì các bạn có thể quan tâm Hack ở các cái trang mạng xã hội của nó như YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, Instagram, Medium. Thì các bạn cũng có thể liên hệ với Hack Network ở đây để hiểu thêm và biết thêm thông tin viết về dự án mạng Hack. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi của tôi về buổi review về mạng Hack.